Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay thứ bảy rảnh rỗi buổi chiều này, hai anh em rủ nhau đi tìm đánh vài kèo cho đỡ buồn nè. Hồi nãy có một kèo đầu là hai anh em mình đánh là một con trống đó, bữa mình bắt con mái rồi nên là chưa có con mái, nên đánh nó bự lắm, nó không có nhúc nhích luôn á, kêu chút xíu nó đứng, nó không kêu nữa. Bây giờ kèo thứ hai là cái chỗ này là bữa có nguyên cặp, nhưng mình bắt một con trống, mình không có bắt mái. Bữa nay đó không mười nghèo đó, nay mình ghé lại thì nay lại có con trống nữa, nên mình nghĩ là mình con trống này chắc bắt được á, tại vì ở đâu tới chắc bắt được á, cứ mới là mình bắt được rồi, chắc chắn luôn. Không nhanh thì chậm thôi, có con thì nhanh, có con thì chậm thôi. Hôm nay mình đi có một con này, ông anh mình đi hai con. Ông anh mình là ông Đạt song song với con chim của mình, nhưng mà ông Đạt phía sau. Nếu mà ở dưới kia con chim đi lên á thì gặp con chim mình nó sẽ đá trước. Nếu con chim mình không đá thì là nó qua hai con chim của ảnh, nhưng hai con chim ảnh anh Đạt kín lắm. Anh Đạt chỗ đó mà nếu mà nó con chim rừng mà nó chạy ngang, nó đi ngang qua con chim mình mà nó không đá là chắc chắn nó ở chỗ cái bụi đó, nó núp chỗ đó đó, nó rình nó đá chim ảnh thôi, chứ chắc chắn là nó không thể quay lại chỗ này được. Tại hai con chim ảnh cũng kêu lắm, mà đánh chung với anh hay mớ máy lắm. Mình không thích là mớ máy, nhưng mà mình cứ mớ máy riết nên mình sợ con chim mình riết là nó cũng quen á, nên mình cũng hạn chế ít ra đánh chung lắm. Hôm nay buồn nên đánh hai kèo ba kèo cho vui thôi, nên mình ít ra đánh chung với ông anh lắm. Chim ảnh thường là kích mấy chút xíu rồi nó kêu rồi ảnh mới không có kích nữa. Con chim mình thì không có, mình bịp với hút gió thôi. Rồi các bạn chờ xem nữa nha. Đó, bây giờ ảnh lên trên bờ là ảnh kích mấy ha. Thank you.
rồi dính trống nha các bạn. Hồi nãy mình với ông anh mình xuống lấy hai liệt mía treo ở xe, nó dính hồi nào mình cũng không hay. Giờ mình bắt đầu mình tiến hành mình gỡ em trống này xong rồi cái mình giờ cái lập chút xíu mình đánh thử em mái nữa thôi nha các bạn. Giờ buồn quá không biết đi đâu hết, giờ cũng có chim nữa nên mình đánh thử em mái thôi sao.